Bảo Khánh xin kính chào quý khách hàng. Hôm nay Bảo Khánh xin giới thiệu với quý khách hàng một sản phẩm vô cùng có lợi và tốt cho sức khỏe của chúng ta đấy ạ. Đó chính là đụ bao tử tâm thất. Đụ bao tử tâm thất tác dụng của nó là chữa trị các bệnh về tim mạch. Ngoài ra thì nó còn giúp điều hòa huyết áp, nó còn làm sáng mắt, đẹp da, bổ gan, nó còn giúp trấn tĩnh an thần, chữa các bệnh đau đầu và mất ngủ nữa đấy ạ. Ngoài ra thì nó còn làm đẹp da nữa đấy ạ. Về cách dùng thì quý khách chỉ cần đổ nước sôi cho vòng từ 3 đến 5 phút là quý khách có thể uống được rồi đấy ạ. Nếu quý khách hàng nào quan tâm đến sản phẩm của Bảo Khánh, xin hãy liên hệ hotline 0911 324 888 để biết thêm thông tin và chi tiết ạ.